đáy sông. Tác giả Lê Lộ, giọng đọc Trí Thông Minh Nhân Tạo, do Công ty Cổ phần Trái Thị Vàng xây dựng. Ngay sau đây, mời quý khán thính giả cùng đón nghe chương 18 của tập tiểu thuyết này. Nếu như hắn không nhập nhằng tham lam, nếu như hắn biết trời không bao giờ cho ai tất cả cho mãi mãi, cho cái này thì ắt phải lấy cái kia, có cho ai một lúc cả hai, ba bốn năm thứ thì lại bắt người ấy phải lo toan nghĩ ngợi thấp thỏm che chắn giữ gìn. Cứ thế mà mệt mỏi trong những tham vọng không bao giờ dừng lại. Sự hồn nhiên sảng khoái bị lấy đi. Cái bản ngã riêng biệt của con người ấy luôn phải che đậy giấu giếm, cũng coi như là mất. Nếu biết được như thế, hắn sẽ hiểu được. Một lúc hắn không thể vừa được đứa con đẻ với người đàn bà hư hỏng này, vừa có một gia đình êm ấm thủy chung với người đàn bà tốt đẹp kia. Nếu như biết được phải chọn một trong hai thứ, thì đêm qua hắn không chết đứng giữa hai người đàn bà. Hắn câm lặng để được lòng cả hai, thì lại mất cả hai. Cả hai người đàn bà đều tẩm lợm sự lưu manh lừa dối của hắn, để rồi một người đã khinh bỉ ra đi, một người đưa hắn vào chồng, để hắn trở thành tên côn đồ vào lúc 6 giờ kém 15 phút chiều hôm nay. Khi Hồng ra khỏi nhà, vợ hắn mầm bụng ăn không một đống bao tải chè và những sọt mang chồng ngất ngưởng nửa ra nhà. Hắn thì đau đớn cảm nhận thấy hết khả năng có thể sửa chữa, để níu kéo Hồng quay lại nuôi lớn một gia đình hạnh phúc mà hắn sang sái vồ trộm, như vớ được của rời cho suốt mấy tháng nay. Hắn ngồi rũ xuống ở thành giường, từ lúc quá nửa đêm trong một tâm trạng trống chính, giữa sang nhà lạnh lẽo như vừa có người chết. Tiếng chép miệng của những con thạch sùng làm cho màn đêm trong căn phòng 16 mét vuông rạn ra, và chốc chốc lại rung lên bởi tiếng ngáy rút từ lồng ngực vợ hắn kéo lên, khiến cả cổ họng, cả miệng, cả mũi cô đều vang ra tiếng khò khò khục khục. Càng ngắm nghĩ nó, con vợ hắn càng thấm thía nỗi đau mất mát, càng uất hận sự ngu si hèn mặt của mình. Tại sao lúc đấy hắn không dám nói to lên cho mọi người biết là con vợ hắn đã bỏ đi theo giai? Tại sao hắn không gọi thằng em hắn, thằng cả ngồi dậy vạch mặt con vợ hắn, nói cho nó biết, nó đã đi theo thằng Hương Sẹo, đã ăn ở với thằng Hương Sẹo tận đồng văn mèo vạc như thế nào? Tại sao hắn không dám nói rằng, cô Hồng đây mới thực sự là người yêu thương tôi, lo toan cho tôi, chúng tôi mới thực sự là vợ chồng. Con Mai tuy nó có con với tôi thật, nhưng nó là gái giang hồ đã từng ăn ngủ lang chạ với bất cứ ai, làm vợ của hàng chục đứa. Chuyện vợ chồng giữa tôi và nó là tạm bợ, chứ không hề có ai xác nhận có giấy tờ gì. Tôi sẽ giữ lại con tôi và cô Hồng sẵn sàng cùng tôi nuôi cháu. Con Mai phải ra khỏi nhà, từ nay không được bén mảng tới đây. Khi nào muốn thăm con, phải xin phép tôi có đồng ý mới được đến. Bà con khối phố không bằng lòng ư? Đây là việc riêng của tôi giải quyết. Còn không ai muốn tham gia vào việc gia đình tôi à? Xin mời. Mẹ tiếp, đơn giản có vậy mà lúc ấy như có ai bắt mất hồn vía của hắn, làm mặt hắn đợt ra như. Đã mấy lần hắn định dựng con vợ hắn dậy, nhưng vì con gái hắn đang nằm trong lòng nó, nên hắn đành ngồi im. Đến sáng hôm sau, vợ hắn vẫn ngủ như chết. Lúc ánh nắng ở trên mái nhà hai tầng phía trước xuyên qua ô thoáng thành những chấm sáng như gương chạy trên chiếu, trên người mẹ con nó. Nó vẫn chưa biết gì. Con gái hắn khóc ỏi, hắn lệnh bế. Lại thôi. Hắn lay đầu con vợ hắn. Có dậy không? Con nó khóc đấy. Có biết gì không? Dậy. Dậy. Vợ hắn ngồi dậy, trong tư thế tỉnh táo tươi cười. Cái cười của một kẻ đã mãn nguyện sau một giấc ngủ sâu và sau cả một cuộc chiến giành thắng lợi hoàn toàn. Anh giúp em với. Gì? Lấy sữa ở nàn pha cho con uống. Không đủ sữa cho con bú à? Cho con ngay thế thôi, em có sữa đâu. Lúc mới đẻ cũng có, nhưng chỉ được độ một tuần rồi phải cho con đi bú nhờ và mua sữa bò. Hắn nhìn lướt vào bộ ngực teo tóp của vợ hắn. Hắn biết được nó đã chơi bời vô hạn độ như thế nào để kiệt sức ngay lúc mới đẻ. Nhưng hắn vẫn nuốt sữa ấm ức, lặng lẽ cầm phích đi mua nước sôi về đánh răng rửa chai sữa đã cáo thành từng ấn, chứng tỏ đã nhiều ngày chưa rửa chai kỹ. Thế này nó vẫn để cho con bé bú vào. Hắn nín thinh. Rửa chai, vú cao su bằng nước sôi, pha sữa đổ vào chai ngâm nước lạnh cho nhanh nguội để con uống. Tất
tất cả những việc làm ấy, từ việc đánh rửa chai và vú cho sạch, còn con vợ hắn, bảo đến đâu hắn làm đến đấy. Anh nếm xem vừa chưa? Nó chỉ ngọt ngọt nhờ nhợ, đừng cho ngọt sắc quá, con chưa uống được đâu. Hắn nếm rồi pha cho loãng ra. Anh nắc nắc cho nhanh nguội để con ăn. Hắn lắc, em bảo này, có chanh không? Anh lấy vắt cho con vài giọt để nó đỡ táo. Nhà lại không có chanh. Hắn lại ra đầu ngõ mua về cắt làm đôi, vắt ra vài giọt. Cứ câm lặng cho đến khi con ăn xong. Vợ hắn giục hắn đi mua ăn sáng. Hắn không thể kìm giữ được nữa. Cô lại đi với thằng Hương Sẹo đấy à? Hắn tìm lên Bắc Giang có gặp em. Rồi thế nào? Hắn rủ em đi mua chăn con công với phích nước Trung Quốc trên Mèo Vạc. Chỉ có thế thôi. Thì sắp sinh, con mà tiền nong không có, em phải kiếm được đồng nào hay đồng ấy. Cô có nhớ hôm đi, tôi dặn thế nào và cô nói với tôi thế nào? Anh bàn với em là đi thăm bố mẹ. Anh đây là mình đi làm ăn kiếm tiền. Sao cô không về hỏi tôi đã? Về hỏi anh thì nỡ chuyến còn gì. Tôi đã dặn cô là phải kiềng cái mặt thằng ấy cơ mà. Thì kia là kiềng cái kia, chứ buôn bán làm ăn kiềng mà chết đói à? Mà anh hay đa nghi tào tháo. Mình bỗng mang dạ chừa ai có thiết. Thế nhưng lần nằm ở chân cầu Bắc Giang, nó nằm đè lên cô để làm gì đấy? Tiên sư đứa dựng chuyện. Anh nã gì cảnh ăn nằm quấn quýt vào nhau 5-7 người trên một manh chiếu nữa. Cô có biết luật giang hồ, cứ đi với nhau là vợ chồng. Cô đi với nó lên Hà Giang là thế nào? Thì mình cứ đóng giả, che mắt kẻ khác để làm ăn. Hắn uất lắm rồi, nhưng vẫn cố nén. Thôi, không dài dòng. Cô để con ở lại đây tôi nuôi. Cho cô đi lại với nó. Em không bỏ con em một mình được. Anh không thích mẹ con em ở đây thì em bế con đi luôn. Em đi ăn xin ăn mày nuôi con, chứ không thể bỏ nó. Thế là hắn không dám làm căng, lại có phần cảm động về tình mẹ con của nó. Nhưng đến chiều tối thì vợ hắn hỏi, này, sáng nay nói thế là thế nào? Nói gì? Bảo tôi đi đâu thì đi, có đúng thế không? Tôi bảo cho cô đi với thằng Hưng Sẹo. Ừ thì cứ coi là như thế. Nhưng tôi chỉ sợ con bé ở nhà. Tôi sẽ nhờ hàng xóm người ta cho bú. Thời buổi này ai người ta có sữa đâu mà cho con mình nắm thế. Thì nuôi bộ như hiện nay. Hỏi thật nhé, anh có đồng ý để tôi đi? Anh nuôi con thật không? Thật. Nhưng tôi chỉ không yên tâm một mình anh đàn ông đàn an nuôi con không quen. Hay là thế này nhé, tôi kiếm lấy một con bé nó trông nom cơm nước giặt giũ hộ anh. Chả cần con quái nào nữa. Ừ mà cũng không được nhỉ. Bà Hồng còn bao nhiêu hàng ở đây? Nhỡ mai kia bà ấy quay lại đòi thì sao? Mà không bán lấy gì ăn. Hay là đi tìm bà Hồng về. Hãy cứ nói bà về bán xong hàng của bà đi. Trong lúc bà ấy ở đây bán hàng, mình cũng nhờ và bà ấy đỡ đần được ít nhiều. Nhưng cô có biết hôm qua cô đã nói người ta như thế nào không? Đã nỡ lời rồi thì mình xin lỗi nà cùng. Ai đi xin lỗi? Nếu anh không đi, tôi đi. Đi nói thế nào? Tôi bảo là cái thằng mặt chó, nó ăn ở như quân Sở Khanh. Nó ép tôi chửa đè với nó rồi nó lại đuổi tôi đi để nó đi lại với bà cho khô ráo. Tiên sư con đĩ, mày nói gì thế? Tao nói cái ông cụ tổ nhà mày, đeo ở người mày lúc nào cũng cứng như cây gậy sắt, không chọc vào đâu không chịu được. Tao vừa đi mấy ngày đã rước gái về. Bây giờ tao mới đẻ con tao. Lại dắt tâm đuổi tao đi để mang con kia về. Tao biết mà. Tao mới thử thế đã tớn lên rồi. Tiên sư cái đồ mặt chó. Mày có câm mẹ mày đi không? Tao đếch câm đấy. Ông đánh cho bỏ mẹ mày. Tao thách cả cụ tổ mày đấy. Cái ghế con vẫn ngồi ăn cơm. Chỉ là tiện tay hắn vớ được. Hắn đập vào đầu nó. Cũng không có chủ định dùng chỗ góc ghế đập. Nhưng cái góc ghế lại là một mảng da đầu sâu hoắm con vợ hắn ngã vật ra. Đứa con đang bế rời khỏi tay lăn xuống giường. Mặt cắt không còn hạt máu, hắn kêu cứu. Hàng xóm chẳng ai thèm để ý, hoặc có nghe tiếng kêu người ta cũng kệ. Chúng nó đánh nhau như cơm bữa. Biết tai nó quen rồi. À,
đâu mà để ý. Hắn phải gào lên thất thanh. Ôi bà con ơi! Vợ tôi nó chết rồi! Cứu vợ tôi với! Vợ tôi nó chết rồi! Lúc ấy mọi người mới đổ xô đến. Người ta lấy cả nắm thuốc lào ấn vào chỗ lõm sâu hắm ở đầu băng lại rồi gọi xích lô đi cấp cứu. Hắn bỏ con lại cho các bà hàng xóm, khóa cửa rồi chạy theo vợ vào viện 201 của quân đội. Người ta tiêm thuốc cầm máu, thuốc trợ lực, rửa vết thương khâu lại chỗ rách rồi truyền huyết thanh. Vợ hắn dần dần tỉnh lại. Hắn thoát chết. Người bác sĩ bảo hắn yên chí qua rồi. Quá nửa đêm, cũng vào khoảng ngày đêm qua vào cái giờ Hồng ra đi khỏi nhà hắn, vợ hắn mở mắt ra nhìn lơ đãng. Hắn hỏi, anh mua bát cháo gà bón cho em nhé. Vợ hắn gật đầu. Hắn ra tận đến bình mua phở về bón cho vợ. Rồi từ sau những thìa nước cam từ tay hắn chảy vào miệng à, cái khăn nóng hắn lau mặt cho à. Hai giọt nước mắt à ràn ra, từ hai khóe mắt chảy xuống thành hai vệt thẫm trên chiếc gối trắng. Hắn ôm lấy người à, gục đầu xuống bờ vai rên rỉ. Em ơi, anh lại em. Anh chót dại. Tha cho anh. Đừng bỏ con. Anh không biết nuôi con nó chết mất. Em tha cho anh. Chúng mình về với nhau nuôi con em nhé. Hai mắt vẫn mở nhìn lên trần nhà, hai tay ả đặt lên vuốt ve dịu dàng trên lưng hắn. Con đâu? Các bà ở tổ nước xôi trông hộ. Để em ở đây về mà trông con. Thôi, đằng nào cũng hết đêm nay. Bác sĩ bảo truyền xong một lọ là tỉnh táo. Sáng mai về được rồi. Một tháng trời nuôi vợ bằng ngó sen, móng giò gạo nếp gà tần ngại cứu và tan thất. Khi ả béo đỏ phây phây, hai bầu vú lại phồng lên, hắn bớt được cả việc nuôi con nuôi vợ. Hắn lo chạy chợ, bán măng bán chè, đêm về lại đú đờn, hạnh phúc vợ chồng lại kéo dài thêm 2 tháng 6 ngày nữa. Khi những tải chè, sọt măng đã khuân hết ra chợ thì ả ra đi. Ả đi vào giữa trưa lúc ăn cơm xong. Hắn ngồi uống nước, phì phèo điếu thuốc ả cho con bú. Rồi hắn ngả lưng chợp mắt, thì ả đặt con bé no sữa vào lòng hắn. Ả đi ra ngoài vẫn chỉ bộ quần áo mỏng như kiểu đi nhà vệ sinh công cộng. Ngủ dậy không thấy vợ. Hắn nghĩ, chắc lại la cả nhà ai hay lại tạt ra đầu ngõ nhai kẹo cao su và hút thuốc lá chịu. Chừng một tiếng sau không thấy, hắn bế con đi các nhà xung quanh hỏi. Không thấy. Ra đầu ngõ, người ta bảo ả đã lên ngồi trong cabin xe tải đi từ Tám Hoánh rồi. Lúc đầu không ai để ý gì, vì xe đỗ bên kia đường. Lúc xe chạy, bà hàng mít bên ấy mới chạy sang thì thào là con Mai ngồi vào lòng một thằng to béo. Thì ra nó vẫn hẹn hò nhau. Chả trách, đang đêm nghe tiếng tàu tiếng xe, nó cũng giật mình chồm dậy. Nhưng xe nó đi đường nào? Biển số là bao nhiêu? Thằng ngồi bế vợ nó đen hay trắng? Hắn hỏi ai? Ai cũng bảo. Nào có ai để ý. Ngày ngày bế con đi khắp phố bú trực. Chiều chiều đứng ngóng vợ về. May ra, nó có việc gì đi đâu đó một vài ngày. May ra, nó căng sữa nhớ con không chịu được sẽ quay về. May ra, nó nghĩ lại mấy tháng qua hắn đã đầu tắt mặt tối. Đã vất vả hết hơi hết sức vì vợ vì con mà nó thương tình quay lại. Suốt 7 ngày rồi không có cái may nào để hắn vồ được cả. Có đêm con khóc ra rà vì đói sữa, vì thiếu hơi mẹ. Hắn hết bế vác con lên vai, rồi lại đặt ngửa ra hai cánh tay, ôm con vào lòng rong quanh nhà mà con vẫn khóc. Không dỗ được con nín nước mắt hắn trào ra và hắn cũng khóc tu tu như hồi mẹ hắn chết. Hắn quyết định giao con cho em gái rồi cùng hai thằng em trai chia 3 ngả đi Móng Cái, Nam Định, Bắc Giang và Kỳ Lừa để tìm ả. Trước tiên, cứ tìm cách xong nó về đã. Mọi việc xét xong. Mục tiêu của anh em hắn là thế. Nhưng người trước kẻ sau, một tuần sau, cả 3 người trở về đều không có tăm hơi gì. Lúc ấy cả 4 anh em hắn, cả bà con dân phố, ai cũng nhao nhao phản ứng. Đi tìm nó là đi mò kim đáy biển. Thôi đành phải kiếm kế mà nuôi con vậy. Người ta khuyên hắn thế. Đúng là thế. Hai thằng em trai cũng chưa nuôi nổi thân. Con em gái bụng mang dạ chừa lại nuôi con mọn. Làm sao có thể giúp anh nuôi cháu được. Còn cha hắn, hắn chưa hỏi gì nhưng chắc chả trông mong gì.
Thế là tự hắn phải nuôi lấy con, phải kiếm được tiền để mỗi ngày đều đặn mua đủ mọi thứ. Khoai tây đỗ xanh, cà rốt su hào, thịt than nõn gạo nấu với nước xương ống đinh rồi đem vải màn vắt lấy nước đổ vào chai cho con bú thay sữa mẹ. Nửa tháng trời con bé không có sữa mẹ đã sọt đi. Tiếng nó khóc chỉ còn é như con mèo hoang. Biển bảo anh, đằng nào thì bố con anh em cũng không bỏ được nhau. Cô định bảo tôi đi vay tiền của ông ấy à? Cụ giận anh. Anh ý cũng giận anh nhưng bà vợ anh ý sời lời. Em thấy bà ý có vẻ hào phóng lắm. Mà ông ý đi linh đênh suốt, vênh sợ. Chả nhẽ để con bé chết đói. Nếu không, anh đem cho người khác đi. Anh nuôi con trông tội lắm. Khổ cả anh mà chưa chắc cháu đã khỏe mạnh được. Cô ăn nói kiểu gì thế? Có lúc nào cô định cho con cô đi không? Cô em đỏ mặt lên nhận ra mình có lỗi. Nhưng thế anh định thế nào? Hay em với anh cứ đến xem sao? Có khi bế cả cháu đến chào ông chào bác, chào đón thế con khỉ. Thôi được, tôi với cô cứ đến hỏi bà ta xem. Nhưng thời buổi này ai họ dại? Không được thì đã mất gì. Mình cứ phải gõ các cửa may ra. Tao bán nhà. Thấy anh đuổi anh xông thẳng tà ra đường à? Còn em tết nhất nhất nén hương cho mẹ, thì đến thắt đâu? Bỗng hắn ngồi lặng đi. Lúc lâu sau hắn đứng bật dậy. Thì đi. Rất may, anh em hắn còn ở bên kia đường đã thấy người đàn ông cao to lịch sự đang ôm ngang lưng bà chị dâu đi đến bên chiếc la xa hay von ga gì đấy màu đỏ. Cô em kéo tay anh trai đứng khuất vào sau một gốc cây để bà chị dâu không nhìn thấy. Hắn làu bầu điều gì đó. Anh định làm gì? Làm gì à? Tao nhảy bổ ngay đến lôi cả hai đứa quay về nhà. Để tống tiền. Tao chỉ cốt để cho ông khuất mắt thế tai nghe, nhìn rõ bộ mặt mà ông ấy vẫn hãnh diện về nề nếp, tôn ti trật tự, về hạnh phúc êm thấm của thằng con học cao tài rộng của ông ấy. Biết như thế mà vẫn hạnh phúc êm ấm thì đã sao? Mày nói gì thế? Em nói cho anh biết nhé. Vợ của các ông vốt cô, vốt cậu hai ấy không rơi vào những loại già xấu ốm yếu. Mà anh ta đã chót lấy từ trước khi xuống tàu và đẻ một đống con như lợn đẻ. Thì là tình ở một anh, tiền ở một anh khác. Khi có một vài đứa con, tốt nhất là hợp lý được với chồng hoặc nhân kết quả của chồng. Nếu không thể giải quyết ngay sau khi nhỡ, để đến lúc chồng ở dưới biển lên vẫn âu yếm, vẫn cơm dẻo cay ngọt, vẫn nhớ nhớ thương thương, vẫn khóc khóc cười cười. Tất cả đều như thật. Làm sao cho anh chồng cảm động để mặc cho cô ả vuốt vẻ cả người, cả túi, cả vali để rồi lại nhẹ đánh ra đi, vui vẻ bạn bè, nhớ nhớ thương thương, để rồi khi vừa vẫy vẫy tay kẻ bước chân xuống tàu, con tàu chưa ra khỏi bến. Quay lại đã có thằng ngồi trên Honda hoặc ô tô chờ sẵn. Họ cũng làm gì? Tiền đấy để mua đất làm nhà. Càng cao to hơn người càng tốt. Càng nhiều nhà, nhiều đất càng hay. Rồi sắm sửa tiện nghi. Toàn đồ xịn của tư bản. Ở nước nó thì nó dùng xong vứt ra bãi rác. Nhưng mang về nước mình trông thấy vẫn hoa cả mắt. Đứt cả đời cũng chẳng được. Rồi ăn diện tiêu xài. Vợ càng đẹp càng sang, chồng càng thích, càng mò dài trên mặt biển lênh đênh cả 6 tháng một năm, nịnh nọt luồn lách, bon chen trốn thuế, có khi còn ăn cắp để được thật nhiều thứ mang về cho vợ. Trong khi đó, công thức của các bà phụ nữ trường già nhà quê gia tỉnh bây giờ là sống với chồng con một cách có lý để không nắm tận tay, dây tận tóc, thấy trai trên gái dưới. Còn lại là ăn chơi tình cảm thoải mái. Mất gì của nhà mình? Vẫn là người đứng đắn, không bao giờ thấy chuyện gì ở cơ quan. Vẫn là người vợ hiền, người mẹ tần tảo hết lòng yêu chồng thương con ở nhà. Những thằng chồng ngu, nó chả ngu, nó chỉ không biết. Hoặc có biết thì của cải đã găm cả đấy rồi. Cần thì chia ra, của nhà chia đôi, có dám không? Nếu con vợ nó đã không quá mê thằng bồ, tự nó bỏ thì không ông chồng nào bỏ được những con vợ vừa là vợ mình, vừa là chỗ lấm lét của hàng chục thằng đàn ông khác. Với lại, nó còn nhiều điều ràng buộc lắm, hiểu đơn giản như anh không được đâu. Chẳng hạn như con Mai đấy. Anh có bỏ được nó, khi nó quay về không? Hừ, chồng biết cũng còn chẳng làm gì được huống hồ bố chồng. Biết mà làm gì? Cần nó hê cả ông ra ngoài, nó sợ à? Mẹ kiếp!
đám bụi đời đã bẩn. Đám có chức có quyền, có chỗ làm ăn hót của như hót rác còn bẩn bằng vạn. Đếp biết đường nào mà lần. Anh em hắn không ai bảo ai, nhưng cả hai cùng có ý nấn ná chờ bà chị dâu về xem thực hư ra sao. Cũng lại hy vọng có thể bà ấy sẽ giúp hắn được đồng nào chăng. Gần 10 giờ, tức là kém 10 phút đầy 3 giờ, kể từ khi họ nhìn thấy bà chị chui vào ô tô, vẫn không thấy gì. Con em gái có sáng kiến và chào cụ để thăm dò xem thế nào. Thằng anh đồng ý nhưng hắn đứng ngoài. Cô em gái tuy lấy chồng cũng là nhà giáo nghèo, nhưng cô chưa hề cất lời xin bố một xu. Cũng chưa bao giờ ca thán về gia cảnh quá chật vật thiếu thốn của vợ chồng mình với bố. Tết nhất dỗ chạc, cả hai vợ chồng vẫn đến biếu xén, dù chỉ là gói chè bao thuốc nhưng ông cũng lấy làm vui. Chỉ có một mình nó là còn được. Ấy là nói đến lũ con bà hai. Cô vào nhà thấy bố bế đứa con trai 3 tuổi của anh chị ngồi xem tivi. Đứa con gái lớn 7 tuổi vừa xếp xong vở học cũng ngồi xuống cạnh ông. Cả ba ông cháu đang xem băng hề sát luôn. Mẹ cháu đi với dì về ngoại. Sao, con đến muộn thế? Có việc gì hay đi dạy về qua? Hỏi thăm nhau qua loa rồi cô bảo bố ra ngoài. Ông bố vẫn bế thằng bé quay ra ngồi ở xa lưng. Con chỉ xin thưa với cậu một chuyện thế này. Cứ nói đi. Ông cháu cũng đang ngồi đợi chị ấy về. Con cứ ngồi lâu lâu cũng được. Dạo này chị ấy hết việc cơ quan, lại lo giúp cô em gái làm ăn, hôm nào cũng phải đến khuya mới về. Cậu có tiền mặt hoặc chỉ, cậu cho con mượn một ít. Có việc gì gấp thế? Đằng nào cũng là con không dám nói dối cậu. Cậu thương con cũng như thương anh núi. Con bé cháu nhà anh ấy mới được mấy tháng, mẹ nó đã bỏ đi. Bây giờ không có một đồng nào mua sữa và các thứ, mà ngày nào cũng phải tiêu hàng chục cho cháu. Bây giờ cậu chả có đồng nào. Cả bốn anh em con bàn, nếu cậu giúp được cần, chúng con gán nợ cái nhà. Đáng nhẽ ấy định bán, nhưng bán đi thì ba anh em với cháu ở vào đâu, nên con bảo thôi và con đến cậu. Con nghĩ, cậu cũng có ít lương vốn gửi tiết kiệm phòng khi già yếu. Cứ coi như cái nhà ấy là cái vốn tiết kiệm của cậu. Nếu sau này chúng con không chạy già được, cậu bán cái nhà ấy đi, chi tiêu cho tuổi già. Cậu đã bảo không có là không có. Còn cái nhà ấy, bán hay không là tùy ở các con. Cậu không can thiệp. Như vậy là không lay chuyển được gì. Cô đành giữ cái miệng cười cười nói. Cậu không có thì đành vậy. Trong khi ấy, hắn nhìn thấy bà chị và gã đàn ông đã ra khỏi xe. Họ đi một đoạn, đến một gốc cây, hai người hôn nhau. Đến khi có ánh đèn xe máy đi tới, họ mới buông nhau ra. Lúc ấy hắn đã chạy sang phía ngõ nhà bà chị và thò đầu ra nhìn. Chị ta gần rẽ vào ngõ thì hắn quay ra nện gót chân thật mạnh để chị khỏi đột ngột. Em chào chị. Ai đấy? Chú Núi à? Có việc gì đến khuya thế? Chị ta nhận ra hắn hơi run giọng lạc đi, nhưng lại trấn tĩnh ngay. Hắn biết chị ta hoảng sợ, sợ hắn chấn hoặc đến rình mò gì đấy. Hắn phải nói ngay. Em nói với cô Biển đến chị. Biển nó vào nhà, còn em đứng ngoài này. Bà chị ngước mắt qua hàng rào. Thế cô em chồng ngồi ở phòng khách mở cửa, chị mới yên tâm. Chú vào nhà đi. Thôi, chị biết cậu em coi em là hạng người như thế nào rồi đấy. Em không dám vào. Em chỉ xin hỏi chị một việc. Hắn kể vắn tắt chuyện vợ chồng hắn và tình cảnh bố con hắn hiện nay rồi tiếp. Chị có tiền cho em vay mấy chỉ? Cần thì cô Biển đứng tên làm giấy vay chứ em cũng không dám đứng tên đâu. Không cần phải thế. Chú biết quan điểm của tôi với chú từ giam 7 năm nay rồi đấy. Tôi trái ngược hẳn với anh chú và cụ. Dù sao chú cũng là một con người. Con người ta có lúc thế này lúc thế khác. Các cụ bảo, ai nắm tay từ tối đến sáng, nhất là người máu mủ ruột thịt của mình. Thôi chuyện ấy dài dòng cũng chả nói lại làm gì. Còn chuyện cụ thể của chú, thì chị nói thật là anh chú đi tàu bè cũng kiếm được chút ít. Chị đã hùn vốn với mấy người bạn ở Sài Gòn để mua bán bất động sản rồi. Chị thật lòng đấy. Còn cảnh ngộ của chú, chị cũng đã nghe người ta nói loáng thoáng. Không ai là không thấy động lòng. Bây giờ chị trả giúp được theo yêu cầu của chú. Chú vay thì còn đấy chứ lo gì. Nhưng chú phải thông cảm cho chị, cho sự thật của chị là thế.
chị bảo nhé. Cụ vừa có các anh ở Úc gửi về mấy chục vé đấy. Cụ cũng cho vay lãi được chục cây nữa. Chú bảo cô Biển nói với cụ xem sao. Chị sẽ nói thêm với cụ. Còn riêng chị chỉ có 30, chị cho cháu. Đây xem nào. 50, 57, 60. À, còn 76 đồng. Chú cầm cả cho cháu. Hắn không ngờ cái kẻ hắn khinh miệt tởm lợm kia lại tốt với hắn đến thế. Còn người cha vẫn cái giọng đều đều tròn và nhẵn, vẫn không hề thay đổi, ngay cả đến khi bà chị dâu vào nhà nói toẹt ra. Ông vừa nhận được tiền đấy, cho các cô các chú ấy vay xăm vé, thì giọng ông vẫn trôi tuổi đi không thể túm bắt được gì. Nói thật, cậu có tiền đấy. Nhưng cậu đã thề đời cậu không bao giờ có gì liên quan đến thằng núi. Các con càng nói, càng mất thì giờ chả được gì đâu. Bố con lại mất đoàn kết không có lợi. Cậu vừa đi họp gia đình nếp sống văn hóa mới hôm qua. Người ta quy định. Cha con anh em nói to với nhau trong nhà như kiểu quát vào mặt nhau, cũng là không có văn hóa. Bây giờ như thế vẫn là chưa nghiêm. Ngày xưa, thời Pháp nhá, con cái đi về phải khoanh tay một phép. Biển thấy không, hai đứa nhà này thấy cô và nó đều khoanh tay. Chào cô ạ à đấy. Nhà này cậu phải rèn chúng nó từng ngày từng giờ. Đâu phải cái chuyện nay làm mai bỏ. Thương con không phải lối. Có chị ý đây, cậu vẫn phê bình anh chị ấy về chuyện con đòi gì là cho ngay. Thế là nuông chiều quá rồi nó sẽ hư. Không được. Dường như thế mình đánh trống làng trước vẻ mặt của hai người con còn day dứt về chuyện tiền nong. Ông quay lại hỏi, liệu nó vay mấy chỉ? Ăn hết rồi làm gì? Không người nào trả lời ông. Ngoài bờ rào hắn lẩm bẩm trong cổ họng. Tôi mà có 2 chỉ, tôi mua xích lô 1 chỉ. Còn 1 chỉ tôi nuôi con. Mỗi ngày tôi kiếm 15 đồng, thì làm sao hết được? Ông ngẫm nghĩ trước sự im lặng rồi lại tiếp. Thế hết 2 chỉ, không vay được nữa, nó lại đi ăn cắp hay sao? Ông tưởng tôi thích cái nghề ăn cắp lắm ư? Không, không thể cưu mang những hạng người như thế. Ngay cả mẹ tôi cũng thế. Thỏa mãn xong rồi, ông cũng muốn rũ đi huống hồ chúng tôi. Cậu không bao giờ hy vọng ở nó. Tôi cũng biết hy vọng gì ở ông. Có chết, cậu cũng không muốn nó để tang. Ông có chết tôi cũng không thèm nhìn mặt. Sau một tràng những câu hỏi gần như ông hỏi với riêng mình, không có ai trả lời, người con dâu lên tiếng. Con nghĩ cậu có thể giúp cho các cô các chú ấy trong lúc hoạn nạn. Cậu thấy không thể được thì thôi. Mà sát chú ấy làm gì thêm tội ra. Con cái trong nhà cả. Cậu đã nói rồi. Không bao giờ cậu chấp nhận loại con đốn mặt như nó. Cũng không bao giờ tôi chấp nhận một loại bố độc ác như ông.